Xin chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Giờ phút này cả nước đang đau buồn và bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc. Và chúng ta hãy biến những đau thương bằng sức mạnh đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh như nguyện vọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hằng mong muốn. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách, người có công. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Đông. Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng khảo sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, lễ viếng Tổng Bí thư cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Theo quy định, trong hai ngày quốc tang, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ. Những ngày qua, dù chưa đến ngày chính thức quốc tang, nhiều cơ quan công sở lẫn trụ sở tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân. Có một cái cảm giác rất khó tả trong người. Chắc chắn là một nỗi buồn nó lấp đầy trong con người của tôi. Bác đã để lại nhiều cái dấu ấn rất tốt đẹp cho cả dân tộc Việt Nam mình. Đó là một con người bình dị, một con người kiên định, kiên trung, một lòng trung thành tuyệt đối với lợi ích quốc gia dân tộc. Ở bác toát lên một cái sự giản dị, gần gũi. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia tại thủ đô Hà Nội, đồng thời được tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khẩn trương, chu đáo với tình cảm sâu sắc và lòng kính trọng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi bàng hoàng, hụt hẫng vì tôi mong đồng chí tiếp tục sống và lèo lái cái thuyền cách mạng theo tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác Hồ, đi đến thực hiện cái lý tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhà lãnh đạo xuất sắc, suốt đời học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Hội trường Thống nhất là nơi đón người dân và các đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cũng sẽ đón các đoàn đại biểu và nhân dân 19 tỉnh thành phố khu vực phía Nam đến viếng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người trong thời gian giữ cương vị đứng đầu Đảng ta cũng đã dành tình cảm và sự quan tâm rất lớn cho các địa phương phía Nam. Chiều ngày 24 tháng 7, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đã đến thăm hỏi bà Dương Thị Thu Hiền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bà là người tham gia hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đại Thi ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của bà Hiền đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chiều ngày 24 tháng 7, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm có bà Lê Thị Nga, Phó trưởng ban đại diện đặc trách nữ phái, ban đại diện Hội thánh Cao Đài, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, ông Dương Nguyễn Phúc, viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Đông.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Đông kiến nghị, đề nghị mở thêm giải phân cách ở đường DT782 gần trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé vì người dân thường xuyên chạy ngược chiều dẫn đến tai nạn giao thông. Đề nghị lắp đặt đèn xanh đỏ tại ngã ba Ban Chỉ huy Quân sự huyện, khảo sát nâng cấp, sửa chữa tuyến đường cây me, khắc phục tình trạng đèn đường chiếu sáng đường Khương Lộ 1, tình trạng ứ trọng ngập úng đường DT782 tại khu vực đối diện chợ Chiều Phước Đông. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện tiếp thu giải trình tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến còn lại, đại biểu ghi nhận và tiếp tục phản ánh với ngành chức năng trả lời cho cử tri vào đợt tiếp xúc sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tân Châu cũng vừa có cuộc tiếp xúc với bà con cử tri xã Tân Hà. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tuyến đường DT785 thuộc ấp Tân Trung mỗi khi mưa lớn, nước chảy theo đường tràn vào nhà dân, gây ngập úng cục bộ. Đường dây điện và dây viễn thông đoạn qua cầu suối nước đột bị chùng xuống, gây mất an toàn mỗi khi trời mưa và một số vấn đề giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương giải đáp và ghi nhận một số ý kiến chuyển đến các ngành trả lời cho cử tri trong kỳ tiếp xúc sau. Sáng ngày 24 tháng 7, đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng có buổi khảo sát Ủy ban Nhân dân xã Phước Bình và trường tiểu học Phước Bình A và kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2024. Theo báo cáo, từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Phước Bình tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ 17 cuộc với hơn 1.850 lượt người tham dự. Vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Tổ chức thi công đê bao tiểu vùng Phước Tân, Phước Giang với mức đầu tư 7,3 tỷ đồng. Xây tặng 19 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Tại trường tiểu học Phước Bình A, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức đều được công khai dưới nhiều hình thức, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã Trảng Bàng Ngô Văn Dố đề nghị các cơ quan đơn vị cập nhật bổ sung thêm số liệu báo cáo cụ thể, chi tiết từng nội dung, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, sau 3 năm triển khai thực hiện quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nhìn chung các tổ chức ngoài nhà nước đã cơ bản thực hiện đầy đủ những nội dung phòng chống tham nhũng. Nhằm tiếp tục nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa mới ban hành công văn số 4178 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gửi đến các tổ chức ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị các tổ chức khu vực ngoài nhà nước tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định số 59 năm 2019 của Chính phủ và công văn số 4178 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng đối với các tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Định kỳ hàng năm, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng theo tình hình thực tiễn tại tổ chức đơn vị mình. Chậm nhất quý 1 hàng năm, đồng gửi về Thanh tra tỉnh Tây Ninh, kiểm tra rà soát thường xuyên các nội dung quy chế của tổ chức đơn vị mình để bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định. Các tổ chức xã hội sau khi kết thúc năm, chậm nhất ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo, có báo cáo kèm bản kê chi tiết tổng hợp kết quả huy động, đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm, các khoản thu chi và số tiền tương ứng gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Thanh tra tỉnh để theo dõi. Ngày 24 tháng 7 năm 2024, Công an huyện Bến Cầu tạm giữ hình sự hai đối tượng Lý Văn Rách, 34 tuổi, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu và Nguyễn Minh Luân, 34 tuổi, ngụ ấp Cây Nín, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu để điều tra làm rõ hành vi mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2024, Công an huyện Bến Cầu kiểm tra nhà đối tượng Lý Văn Rách. Tại đây, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Lý Văn Rách bán trái phép chất ma túy cho hai người nghiện, gồm Nguyễn Minh Luân và Nam B, 42 tuổi, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Qua kiểm tra, công an còn phát hiện trên người của Luân cất giấu 4 tép ma túy, tổng tang vật thu giữ 40 tép ma túy dạng đá và heroin, một bịch ma túy dạng đá 300.000 đồng, 4 cây kim tiêm và một số đồ vật khác có liên quan. Công an thử test nhanh 3 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Hiện vụ việc Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục làm rõ.
Kính thưa quý vị, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản. Bằng những cách khác nhau, người trẻ cả nước cũng bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc. Tưởng như chỉ là những khúc gỗ chạm khắc bình thường, nhưng sau khi được chiếu sáng, bóng chiếu của tác phẩm lại hiện lên bức chân dung đầy cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lấy cảm hứng cho bức chân dung là chính từ chính sách ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư, nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự đã tạo ra một tác phẩm độc đáo để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng. Lãnh đạo vĩ đại như thế đã mất đi, một trái tim vĩ đại đã ngừng đập thì thực sự trái tim của mình rất là xúc động và bồi hồi. Và những cái sự xúc động bồi hồi đấy thì mình cũng muốn thể hiện lên những cái tác phẩm điêu khắc ánh sáng để nó thay cho những cái lời nói chân thành nhất để tiễn biệt và tưởng nhớ tới Bác. Từ tối ngày 19 tháng 7, ngay khi nhận được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân cả nước đã đồng loạt bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn khi tiễn biệt một nhân cách lớn và nghĩa tình của dân tộc. Nhiều bạn trẻ làm trong lĩnh vực truyền thông cũng đã đồng loạt để ảnh đen trắng và thông báo ngừng đăng những video hài hước giải trí trong dịp này. Bọn mình muốn sử dụng cái sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình để chung tay cùng giới trẻ lan tỏa và bày tỏ lòng tri ân đến cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư. Một người đã tận tâm tận lực cả cuộc đời chỉ dành cho dân cho nước, thì bọn mình cũng muốn dành một phần nào đấy cái sức lực rất là nhỏ bé của mình để chung tay bày tỏ sự biết ơn và sự tiếc thương mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bằng nhiều cách khác nhau, người dân cả nước đã và đang bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của một người chiến sĩ Cộng sản. Thưa quý khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới. Gửi lời chia buồn tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sổ tang điện tử trên ứng dụng VNEID. Liên Hợp Quốc nêu các yếu tố cản trở nỗ lực chấm dứt nạn đói. Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã thống nhất triển khai sổ tang điện tử trên ứng dụng VNEID được kích hoạt tài khoản mức độ 2 để đồng bào, đồng chí chia buồn với gia đình Tổng Bí thư. Từ ngày 24 tháng 7, người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNEID thông qua tính năng sổ tang điện tử. Để thực hiện, người dân làm các bước sau. Bước 1, đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Bước 2, ở màn hình trang chủ, nhấn gửi lời chia buồn. Bước 3, ở màn hình sổ tang điện tử, điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn. Bước 4, chọn nút xem trước để xem nội dung sẽ gửi đi. Bước 5, chọn nút gửi lời chia buồn. Trong thời gian qua, Bộ Công an đã phê duyệt trên 72 triệu tài khoản VNEID, triển khai nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng sẽ là kênh gửi gắm những tình cảm, tâm tư, bày tỏ nguyện vọng của người dân với lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 24 tháng 7, Đoàn Công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đại biểu cùng các thương bệnh binh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt lãnh đạo đảng và nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh, không tiếc xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để đất nước độc lập phát triển như hôm nay. Mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tri ân người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7,
ngày 24 tháng 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Ninh Bình, thăm động viên tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, các gia đình có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các thương bệnh binh. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu đã dâng hoa, hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Ninh Bình, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Ninh Bình, thăm tặng quà gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình lão thành cách mạng, gia đình người có công trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư. Là tỉnh có đông dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cấp ủy, chính quyền và các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xem là kim chỉ nam trong hành động thực tiễn, qua đó tạo chuyển biến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vài tháng nay, vào những ngày đầu tuần, các vị sư sãi của nhà chùa Tà Ân đều dành thời gian để tham khảo cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo các vị sư sãi, quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc là rất quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương. Thứ nhất là luôn luôn đoàn kết, gắn bó với nhau trong phun sóc hay là trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự chăm lo của Đảng đối với toàn dân tộc, nhất là dân tộc Khmer tại địa phương. Điểm nổi bật nhất là xây dựng nhà ở, bắt nhịp cầu nông thôn, tạo mọi điều kiện cho con em học chữ Khmer, hay là tạo mọi điều kiện cho con em ai ai cũng được đi học hành. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong thời gian qua, thì cái như là liên kết sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào, Kinh, đồng bào Hoa, thì vừa qua thì như anh em ruột. Thời gian qua thì cũng có bạn bè thân thích qua lại để tài tết cổ truyền này kia thì rất là tốt. Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Quan điểm phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong cuốn sách của Tổng Bí thư được xem là kim chỉ nam cho các cấp ủy, chính quyền và mặt trận Tổ quốc ở tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn. Sóc Trăng thì là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã quán triệt cái nội dung của cuốn sách này cho toàn bộ cái hệ thống mặt trận trong toàn tỉnh. Trọng tâm đó là tiếp tục tuyên truyền và phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc là điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cho công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay. Thưa quý vị, xung đột, bất ổn kinh tế và thời tiết khắc nghiệt đang cản trở những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về một thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Đây là kết quả báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng được Liên Hợp Quốc công bố ngày 24 tháng 7. Báo cáo cho biết khoảng 733 triệu người, tương đương 9% dân số thế giới, đã phải đối mặt với nạn đói trong năm 2023. Trong đó, nặng nề nhất là châu Phi với 20% dân số bị ảnh hưởng. Tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng cũng đã tác động đến gần 29% dân số toàn cầu. Để giải quyết tình trạng trên, báo cáo đề xuất cải cách lớn về các khoản tài trợ cho an ninh lương thực và khuyến nghị phát triển công cụ tài chính kết hợp các quỹ công tư cho các khoản đầu tư vào an ninh lương thực. Ngày 24 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức hội đàm và cũng là cuộc hội đàm chiến lược ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai bên trong hơn 2 năm qua.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cuộc hội đàm được tổ chức tại thủ đô Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kim Hong-kyol và người đồng cấp Trung Quốc Mã Triều Húc. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về hợp tác song phương trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới. Cuộc hội đàm đã đề cập tới vấn đề bán đảo Triều Tiên, tình hình an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như phương thức tăng cường quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí về vai trò xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ngày 24 tháng 7, Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Johnny Hawley và người đồng cấp Đức Boris Pistorius ký tại thủ đô Berlin của Đức. Chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh là một phần trong chuyến công du 2 ngày đến một loạt nước, trong đó có Pháp, Ba Lan và Estonia, với cam kết của chính phủ mới ở Anh về tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh trong Liên minh châu Âu-EU. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai nước cũng sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 25 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Mỹ, đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ, trong đó phát thảo ra một kế hoạch an ninh đối với dải Gaza hậu xung đột cũng như khả năng về một liên minh quân sự trong tương lai giữa Israel và các đồng minh Ả Rập của Mỹ. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định đang nỗ lực để giải cứu các con tin bị Hamas giam giữ và nhấn mạnh tới tầm nhìn về một Gaza phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel cũng đề cập tới khả năng thành lập một liên minh an ninh tại Trung Đông giữa nước này với các quốc gia Ả Rập láng giềng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.